Hay là toàn nghệ sĩ tài ba không nè. Một bãi chiến trường. Nó ra được hình hài. Nó ngũ quả. Giờ còn thêm công đoạn nữa là cắt bông. Cho nó vô viên chùm này đi thôi. Đi vô đâu nè? Đi vô cho nó che chữ. Dạy cái con nó xíu. Bông bóng dương dương mà. Không thì bóng bóng dương ở dưới đây bự đi. Hai cái dưới không? Thôi 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 đừng mất chữ. Không mẹ mẹ không có dương chân chân chỉ còn màu khác không mẹ không không còn màu khác không mấy bước bút thôi em mấy bút xin xen vô bên đây nữa nè bên đây chút nè chậm hai cái cây lại á bút rồi ngoài bút bút bên kia kìa bút bên này bút bên kia rồi cái này được không được thôi để con cây chậm vô hai cây ở ở dưới này còn trắng trắng thấy gì thử cây này nha nhét này thử nha nhét rồi nhét hai cái ừ rồi. Thôi để mình chưng ở sau trước đi. Rồi để lên cái hoa sao. Lên ở sau cái đi. Chị sao lâu quá. Em cũng anh cũng bị công chân vậy nữa. Cái trời ơi. Tà lao. Nó còn đang đứng như mà hồi nãy lắm đó. Để cái mâm này lại rồi. Thành quả sau vài tiếng. Chưa tính khắc chữ nè, khắc chữ là một buổi hôm qua, một ngày hôm qua. Mọi người có con đi học không? Có giống nhà này không? Purple thing is all about. Now this thing is great. Never seen such.